Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú này giới thiệu đến với anh em một chiếc của thương hiệu Freshway Constant. Thì em này sẽ có một cái hộp khá là đặc biệt. Đây là cái hộp hộp lữ anh em ạ. Ok, thì em sẽ mở cái hộp này ra để xem bên trong chúng ta sẽ có gì nhá. Ở bên trong thì anh em sẽ thấy được một cái hộp bằng da màu lâu, màu cát bay. Đó là sẽ có một cái phần lơ ở đây. Còn bên dưới này sẽ là sổ sách của chiếc đồng hồ này. Em ghé vào một chút nhé. Đây là thẻ và sổ sách đây. Service Center và quyển hướng dẫn sử dụng của Rolex của Face Công Tăng ở trong quyển sổ này. Ok, thì em để sang một bên và chúng ta sẽ cùng tập trung vào nhân vật chính của em ngày hôm nay. Ở bên trong cái hộp này thì anh em sẽ thấy được một cái bao bằng vải được làm rất là tuyệt vời. Bên trong này thì em sẽ còn là một chiếc đồng hồ đây. Ok, em sẽ mở cái bỏ cái hộp này ra. Ok, thì trên tay em đang là một chiếc Freshway Constant Moonface. Em này thì sẽ có size là 38mm. Thì em này sẽ phù hợp với chị em tay to cũng như là các anh em tay nhỏ. Với ở bên nước ngoài, ở bên Tây á, thì các phụ nữ họ đều rất là tay to, nên là size 38 thì các chị em nước ngoài đeo mới là vừa. Còn size 38 về với chị em Việt Nam thì nó sẽ hơi to. Và size 38 này nó sẽ cũng phù hợp với những anh em cổ tay Việt Nam. Thì cái mặt size 38 này và độ dày sẽ tương đương khoảng tầm 9 đến 10mm anh em nhé. Đây là một cái size cũng khá là dễ đeo cho anh em nào mà thích đeo nó nhiều kim cương một chút. Và cái mặt số rất là đẹp. Mặt số chủ đạo trên chiếc đồng hồ này sẽ là một cái màu đen. Và trên cái mặt đen này anh em có thấy được là đính sẽ được in rất là nhiều ngôi sao ở trên cái mặt này. Và góc 12 giờ đây anh em có thấy được là ô lịch Moonface. Ô lịch này thì nó sẽ tương ứng với lịch âm của mình, nên là anh em có thể nhìn thấy được khi mà cái trăng nó ở lên chính giữa thì tức là nó sẽ hiển thị là 15 âm. Đó. Cùng với đó là các cọc số được gắn kim cương ở các cọc số đây. Đây, cọc 1, 2, 4, 5, 7, 8 và 10, 11. Còn các cọc số còn lại ở góc 9, 9, 12, 3, 6 thì sẽ là cọc vạch, tạo một cái vẻ rất là cân xứng cho chiếc đồng hồ này. Chiếc này thì sẽ không có kim dây anh em nhé. Và nó sẽ còn là kim giờ và kim phút được làm bằng thép. Đó, cái mặt số này rất là đẹp đúng không anh em? Mặt số rất là huyền bí và mặt số đen cùng với liềng kim cương zin. Anh em nhìn nhìn cọc kim cương này, cọc số kim cương cũng như là liềng kim cương rất là sáng và bắt lửa rất là tốt. Các bác vỏ thép trắng cùng với liềng kim sẽ làm tô lên cái vẻ cái mặt Moonface này. Đó. Đến với phần thân thì anh em nó sẽ có là một cái thân thép không gỉ 316 được đánh bóng toàn bộ phần thân. Chúng ta sẽ có là một phần lúm hình vương miệng đặc trưng trên dòng 7 series của Face Constant. Thì em sẽ lên là vặn lên là lên có tay và rút ra một lớp sẽ là chỉnh giờ luôn. Rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch Moonface và rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Trên này thì lịch Moonface sẽ nhảy vào khoảng tầm 8 đến 9 giờ anh em nhé. Anh em tránh chú ý tránh chỉnh lịch Moonface vào tầm giờ này. Đó, thế này em đang chỉnh Moonface này. Okay. Đi cùng chiếc vỏ thép này thì anh em sẽ có là một bộ dây da màu đen được làm rất là đẹp với các đường vân cá sấu nhỏ. Đó, một bộ dây cực kỳ là tuyệt vời. Ở mặt sau thì anh em sẽ có là dòng chữ là Face Constant ở đây. Đó, size dây là size dây 18, khóa là 16, khóa sẽ là khóa bấm gập, khóa bấm chống gập dây của Face Constant và chúng ta sẽ có là logo thương hiệu hãng ở đây. Size dây 16 anh em nhé, cho anh em nào muốn biết thông tin. Ok, thì em sẽ ghé qua cái tag này. Em này sẽ có mã là FC701 BSD3SD6. Anh em muốn biết thêm thông tin về chiếc đồng hồ này, anh em có thể search theo cái mã này. Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được là bộ máy in-house FC701. Đây là bộ máy FC701 được bay trên nền tảng bộ máy in-house FC700.
Thì bộ máy này thì anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có rất là nhiều đường đánh vân Z-Level Strike, như là đường đánh vân xoáy tròn cùng với các con vít được lung xanh. Thì là bộ máy này được đề co rất là tuyệt vời. Phần củ vang sẽ được mạ vàng làm điểm nhấn với dòng chữ đây, Fesque Constant Manufacture. Em này thì sẽ có thời gian tích cót là 42 tiếng và độ sai số là cộng trừ cho phép của hãng là cộng trừ 8-12 giây một ngày. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ chuẩn xác hơn, đấy là độ sai số cho phép của hãng. Ở bên ngoài anh em sẽ thấy được là dòng chữ Fesque Constant này và Moonface Manufacture FC mã đáy này, số series ở đây, độ chuẩn là 30m. Ok, thì em sẽ lên đây thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Một chiếc size 38 thì phù hợp với những anh em cổ tay vừa và nhỏ, cùng với cũng như là các chị em tay tay to, vừa và to. Vậy thì lên tay em với cái mặt đen cùng với liền kim cương, nó sẽ làm tôn lên cho nhau cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Vậy thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng mới 100%, đầy đủ là hộp sổ thẻ như ở đây. Bên em bảo hành 25 và hỗ trợ anh em bảo hành trọn đời máy, nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Thì bên em đang bán với cái mức giá rất là tốt, chỉ chưa đến 60 thì lên quanh 65 triệu. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp sau em để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để anh em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời của thương hiệu Fest Công Tăng này. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào và gặp lại anh em.